mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thủ kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh cùng quý đạo hữu. Và con thành kính đảnh lễ Hòa thượng Tề Siêu, Hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức, và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, dạ, kính cảm ơn Sĩ Quỳnh Ngọc, dạ, chúng con hành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Bụt Thầy giá, đây là chư Phật Pháp Bụt Thầy Thăm Má trên Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn tu nữ Thanh Hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2022, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay môn học Phật pháp cơ bản, phần 2 Phật pháp bài 31 Đạo Đế do Hòa thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Hòa thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Tôi chào quý Phật tử, quý tôn nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học môn Phật pháp cơ bản, tiếp tục qua trong phần tướng diệu đế hay là tướng thánh đế đến đạo đế. Từ khi mà nói đến khổ đế và nhân sinh khổ thì như chúng ta biết, nó là cội nguồn, nó sanh ra cái sự khổ. Nhưng mà cái tập luyện trường đó nó khác. Còn khi chúng ta nói đến cái sự diệt khổ là niết bàn, và đạo đế là con đường đến với sự khổ, là bát chánh đạo, thì ở đây chúng ta phải hiểu đạo đế là một con đường để dẫn đến chứng ngộ niết bàn, chứ không phải bát chánh đạo là nhân sanh ra niết bàn. Ở trong bài học về Hòa thượng Giác Đẳng có ghi rõ vấn đề này, cũng giống như con đường dẫn đến ngọn núi chứ không phải là con đường tạo nên cái ngọn núi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Hòa thượng Giác Đẳng trình bày về đề tài đạo đế. Bây giờ thì xin thay mặt
đại chúng công chúng. Xin mời cô tu nữ Thịnh Hạnh đọc cho chánh kinh bài học, rồi sau đó xin kính khung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giảng giải cho ý nghĩa bài học này. Nam mô của thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Từ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài. Môn học Phật Pháp cơ bản, phần 2, Phật Pháp. Đạo Đế. Đạo Đế nói một cách ngắn gọn là con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ đau. Kinh văn nêu rõ, Ikopana Pikawe, Dukkha Niro Dagamini, Bacchipada Arya Satchang, Ayame wa Ariyo Atangiko, Maggo Sayati Dang, Samma Ditti, Samma Kappo, Samma Sankappo, Samma Vacha, Samma Kammanto, Samma Ajivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về con đường đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nên hiểu đạo là con đường đưa đến, không nên hiểu khổ đau và hạnh phúc trong giáo lý tứ đế theo cách đối xứng. Khổ và nguyên nhân sanh khổ rất khác với sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Tập đế tức ái dục là nhân sanh ra khổ, nhưng đạo đế không phải là cội nguồn của hạnh phúc mà là con đường dẫn đến niết bàn, giống như con đường dẫn tới ngọn núi chứ không phải là con đường tạo nên hòn núi. Sự tương quan giữa đạo đế và diệt đế không nằm trong định lý nhân duyên hay nhân quả. Có hai cách dịch chữ Ariya là chánh hay thánh, mang ý nghĩa của sự vượt lên trên mặt phàm tình, không đơn thuần là chánh đạo theo quan niệm đối đãi hoặc là nếp sống của các bậc thánh, mà là đến giác ngộ giải thoát. Bát chánh đạo là con đường đúng, gồm có tám chi phần, chứ không phải là tám con đường chánh. Cấu trúc từ ngữ cho chữ Hán ở đây có thể bị ngộ nhận là có tám con đường đều dẫn đến mục tiêu tối hậu, giống như các con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Ở đây hoàn toàn không phải là tám con đường riêng rẽ, mà là hành trình có tám yếu tố hòa quyện. Bát chánh đạo không phải là quan niệm luân lý, mà là sự kết hợp của tám pháp thực tính hay bản thể. Nói đến chánh tà, người ta thường nghĩ là khái niệm theo đạo đức. Ở đây phải được hiểu là làm đúng cách. Thí dụ như nấu cơm phải biết lửa và nước như thế nào mới có cơm ngon, làm đúng cách thì kết quả tốt. Về điểm này, thắng pháp Abhidhamma còn nêu rõ là bát chi đạo có bản thể là tám thuộc tánh cetasika. Trong tánh này, đối với phàm tâm thì không thể đồng sanh trong một sát na tâm, nhưng một khi cùng lúc sanh khởi thì là tuệ giác đoạn tận hay giảm thiểu vĩnh viễn kiết sử. Đây là pháp thực tính chứ không phải khái niệm của tư duy. Con số 8 ở đây phải được hiểu là ắt có và đủ. Trong pháp số có trường hợp cố định và bất định. Trong trường hợp bất định thì con số có thể gia giảm. Thí dụ khi nói về cảm thọ có thể nói là 3 hay 5. Có trường hợp cố định thì có thể thêm hay bớt. Bát chánh đạo là trường hợp cố định, không thể là 7 hay là 9 hoặc khác hơn. Đây là điểm rất quan trọng người học Phật cần phải lưu tâm. Bhikkhu Giác Đẳng. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tỉnh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi tiếp giảng bài học hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng.
nó một cái thời gian đó. Kính để lấy vào trường thời sinh. Như này thì tôi biết trân trọng. Tôi không biết trân trọng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang thứ tư của tứ đế. Đó là đạo đế. Nếu tứ diệu đế là tổng quan của Phật giáo thì đạo đế chính là sự chỉ dẫn đích thực của Đức Phật về phương cách diệt khổ. Và điều này có nghĩa là đạo đế vô cùng quan trọng đối với người học Phật. Không may cho chúng ta là điều này thường được nhìn rất là hời hợt bởi nhiều Phật tử, đặc biệt là khi nói đến Bát Chánh Đạo đó, thì chúng ta nghe rất quen thuộc, rất dễ hiểu. Khi nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi thật thì Bát Chánh Đạo là đạo đế, là trung đạo, là bộ pháp mà tất cả chúng ta cần đặc biệt lưu tâm trên cả hai phương diện pháp học và pháp hành. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài trình bày về đạo đế tương đối là hàm súc, rõ ràng, chân xác mà chúng ta không thể lẫn lộn. Khi mà ngài giải rằng này chư tỳ khưu, có hai bậc cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành con đường trung đạo, tức là thánh đạo thấm chi Phật, chánh kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định. Và đằng sau thì Đức Phật trở lại một lần nữa, khi mà ngài tự nêu lên câu hỏi thế nào là con đường dẫn đến diệt khổ, thì ngài trả lời đó là chính là thánh đạo tám chi Phật. Thì ngài lặp lại Bát Chánh Đạo một lần nữa, đó là trong kinh Chư Pháp Luân. Và chúng ta cũng nghe định nghĩa về đạo đế tương tự như vậy trong rất nhiều bài kinh, ví dụ như kinh phân biệt về kinh phân tích về đế ở trong Trung Bộ do ngài Thái Lợi Phất thuyết giảng cũng mang tính chất tương tự. Nhiều học giả thứ vì nói rằng cái chữ đạo mà ngày nay chúng ta thường nói, ví dụ như là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, chữ đạo nói cho tôn giáo, và đạo tức là một cái phương cách riêng, phương thức riêng, ví dụ như nếu là việc võ đạo hay là nhu đạo, tôi vẫn hoặc giả ngày hôm nay người ta nói trà đạo, thì cái học giả này cho rằng chữ đạo đã đến trong cái dòng lịch sử tư tưởng của nhân loại khởi nguồn từ Phật giáo mà ra. Chúng ta nói đến một ý nghĩa đã được đề cập đến cách đây hơn 2.500 năm. Và thật sự trong cái ý nghĩa biên nguyên của đạo mà Đức Phật đề cập đến qua cái ý nghĩa mắt giác, ngài không dùng cái chữ như là nói về sự hạnh phúc, an lạc, thì người ta nói là nhân sanh phước, hay là binh giác kri dốc, thu lợi những cái phước hạnh. Mà khái niệm về đạo là một khái niệm vượt ngoài nhân quả, tức là có nhân sanh như là hạt giống và quả, giống như đâu qua cái trái rồi trổ quả, hay hoặc nghĩa là trong giới lý nhân duyên có năng duyên sở duyên. Chữ đạo đó là con đường dẫn đến, mà nó vượt ngoài cái quan niệm của nhân, của quả,
của năng duyên sở duyên. Và khi nãy Hòa Thượng Từ Siêu trong phần dẫn nhập có đề cập đến cái ví dụ mà chúng ta vẫn thường nghe đó, ở trong kinh Đức Phật này có dạy rằng giống như trong rừng có một tòa lâu đài cổ và có một người có trí đã vì cách này cách khác đã tìm được tòa lâu đài cổ đó và trở về dẫn những người khác cùng đi, hay là chỉ cho người khác con đường đi đến cái tòa lâu đài cổ. Thì con đường đi từ lâu đài cổ đó không phải là con đường tạo ra lâu đài cổ đó, mà chỉ là dẫn đến cái lâu đài cổ đó. Và cái ý nghĩa này là một cái ý nghĩa rất là tế nhị, rất là sâu kín trong Phật Pháp. Nếu chúng ta học Pháp thì chúng ta hiểu rõ là Niết Bàn là Pháp vô vi, là Pháp không bị đạo, không bị chi phối bởi năng duyên. Niết Bàn có thể là cảnh của tâm, nhưng mà không có cái gì tạo ra Niết Bàn. Thì ở đây khi mà nói đạo là con đường dẫn đến, đưa đến, thì chúng ta hiểu rằng Bát Chánh Đạo là con đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng mà không nên hiểu đó là hạnh phúc, đó là cái gì sản sinh bởi cái lối sống đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta có phiền não thì cái phiền não đó khiến chúng ta không có được cái hạnh phúc của cái không phiền não. Nhưng mà không nên nói rằng cái hạnh phúc của cái không phiền não đó nó là cái gì sản sinh bởi những cái gì liên quan đến cái pháp diệt trừ phiền não. Cái pháp diệt trừ phiền não nó chỉ là diệt trừ phiền não thôi. Bằng cái hạnh phúc của cái không phiền não là cái gì từ đó được cảm nhận, được đến. Nó cũng giống như chúng ta nói là một hòn núi hay một tòa lâu đài cổ mà chúng ta có một con đường dẫn đến, thì con đường đó chỉ là con đường dẫn đến, nhưng không, con đường đó không phải là một tác nhân, không phải là cái gì tạo ra tòa lâu đài cổ đó. Con đường đó không sản sinh ra cái mà chúng ta gọi là hòn núi hay tòa lâu đài cổ. Về điểm này, tại sao mà cổ đức đặt rất nặng cái ý nghĩa của chữ bát giác hay là đạo mà chúng ta được học? Thứ thì cũng liên quan đến một cái khía cạnh khác của trường ngữ mà chúng ta gọi là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo. Chữ thánh và chữ chánh ở đây đó, hay chữ chánh ở đây, người ta dịch từ chữ Arya, dạ, chữ Arya. Chúng tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Từ Siêu có nêu lên điểm này về cái chữ Arya mà dịch là cao thượng. Thì thật ra thì thứ gì chữ cao thượng này đến từ một dịch giả Việt Nam, đó là Bác Phạm Kim Khánh. Bác Phạm Kim Khánh khi mà ở Việt Nam, bác là một người tương đối là một nhà dịch thuật lớn, dịch rất nhiều kinh điển tiếng Anh ra tiếng Việt, đặc biệt là sách, kinh sách của các nhà sư Tích Lan, ở trong đó nổi bật là Ngài Narada. Thì thứ gì, ở trong Anh ngữ, từ Ngài Narada cho đến về sau này Ngài Puri, Ngài Thanissaro và nhiều vị khác khi mà chuyển ngữ, thì cũng dùng cái chữ gọi là Nopo. Dạ, Nopo. Do chữ Nopo đó mà Bác Phạm Kiều Khánh dịch là cao thượng hay là cao quý. Đây là một từ ngữ tương đối rất là khó dịch. Ngày nay thì chúng tôi thưa quý vị, ở trong tiếng Việt á, chúng ta có cái chữ thánh được hiểu theo Kitô giáo, dạ, những vị thánh kinh, thánh chiến, tình yêu thánh hóa chẳng hạn. Và chữ thánh ở trong cái gì rất là nhân gian,
là một vị có cái đặc sắc về chuyện gì đó. Dạ. Ngay cả chửi mà chữ hay ta kêu như là thánh chửi. Thì do vậy chữ thánh đó chúng ta phải rất là cẩn thận. Thời Đức Phật còn tại thế đó, có một người làm nghề câu cá mà tên là Ariya. Thì Đức Phật này có dạy rằng cái chữ Ariya chỉ cho cái bậc không có tổn hại cho sinh linh. Dạ. Để như là một cách nhắc cho vị đó. Chúng ta hiểu là Ariya thì dịch là thánh. Ở trong trường hợp đây cũng dịch là chánh. Ariya Makko, thánh đạo hay chánh đạo đó. Chỉ cho cái gì không có tầm thường, không có những cái khiếm khuyết, những cái gì đó mà giúp cho chúng ta đạt đến mục đích chân thực là con đường đúng. Thì thứ vì khi mà trong chữ Hán có chữ chánh á, thì nó mang hai cái ý nghĩa mà tương tự như trong tiếng Việt chúng ta, khi chúng ta nói về chữ đúng vậy đó. Chữ đúng á, nó có hai ý nghĩa là đúng đắn và đúng cách. Chữ đúng đắn á, nó nằm ở phạm trù của luân lý, của đạo đức, hành động đúng đắn, con người đúng đắn, tức là con người sống một cách cao đẹp, một cách đúng đắn, không có sai quấy. Nhưng mà chữ đúng nó còn có ý nghĩa khi là đúng cách. Dạ, đúng cách. Ví dụ như là chánh niệm, niệm đúng cách, nỗ lực đúng cách. Ví dụ anh hãy chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, có thể chờ chúng tôi chút xíu. À, xin lỗi quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thì thưa quý vị, chúng ta hiểu cái chữ đúng đó, nó có hai cách, nó có hai hiểu, một là đúng đắn, hai là đúng cách. Dạ, đúng đắn là tương tự như mình nói là con người đó, con người đàng hoàng, con người đúng đắn, con người không có khuyết điểm, con người cao thượng, con người cao quý, cao khiết, chúng ta gọi đó là đúng đắn. Nhưng mà chữ đúng cách á, nó lại là một cái chữ rất là quan trọng khi mà chúng ta hiểu về bát chánh đạo. Đôi khi mình làm việc gì đó, dạ, thí dụ như ở chùa đang trồng sen, thì có một Phật tử á, thì nói rằng mình nên trồng sen bằng đất sét. Và có một vị khác á, thì quan niệm là mình nên trồng sen bằng đất phân. Và cho đến giờ này thì chúng ta nhận ra một điều là khi trồng sen bằng đất sét thì nước nó không có bị đen, mà trồng sen bằng đất phân thì nước nó bị đen. Tại vì cái đất phân nó có cái cách, nó không có hợp với cái kỳ thủy cảnh. Và chúng tôi cũng có hỏi một số vị đó, thì nhất thời thì sen nó có thể sống được, nhưng mà phải lâu, dài đó, thì sen nó không có chịu được đất phân, nó sẽ eo ọt, nó sẽ nó không có tốt, mặc dù thời gian đầu thì không khác biệt gì với nhau hết. Thì như vậy đó, khi mà mình trồng đúng cách đó, nó không có nghĩa là nó nằm ở trong phạm vi luân lý đạo đức mà nó gọi là đúng. Ví dụ như một người tập trung như thế nào gọi là đúng cách, một người niệm như thế nào là đúng cách, cũng như một người uống thuốc như thế nào là đúng cách. Dạ, nếu chúng ta uống thuốc mà về lâu về dài, dạ, chúng ta uống thuốc về lâu về dài, nhất thời đó, thì nó hết bệnh đó. Dạ, ví dụ như người Việt Nam theo cách của Tây, cách của Pháp đó là bệnh thì uống thuốc sinh nhiều, và người Việt Nam thích uống thuốc sinh. Uống thuốc sinh thì cái gì kết quả cũng nhanh, gọi là cái liều tấn công đó. Nhưng mà về lâu về dài nó có những cái biến chứng, nó làm cho chúng ta quen thuốc
hay là lường thuốc thì có hại cho sức khỏe. Thì như vậy nó đúng hiện tại, nhưng mà lâu dài nó có tai hại thì không có thể gọi đó là một cái cách đúng. Nên chúng ta nên hiểu rằng đúng đắn là khác, mà đúng cách là khác. Dĩ nhiên là chữ á giá đừng định nghĩa là thánh ở đây đó, nó bao gồm cả hai. Dạ, cả hai là đúng đắn và đúng cách. Nhưng mà cái đúng cách đó là cái gì rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Và bây giờ nó cũng liên quan đến từ vựng đó, thưa quý vị. Hiểu bát chánh đạo đó là một cái chữ cũng dễ gây ngộ nhận, nhất là ở trong trong Hán tự, ở trong cái ngữ văn mà chữ Hán bát chánh đạo chúng ta dịch nôm na là tám con đường chánh. Dạ, chúng dịch tám con đường chánh bát chánh đạo. Nhưng khi dịch tám con đường chánh đó, thì chúng ta có thể ngộ nhận rằng có một điểm đến, và điểm đến đó có tám con đường để đến. Tám con đường đó ví dụ đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc chẳng hạn, thì tám con đường đi đến. Không phải ở đây không có nghĩa là có tám con đường khác nhau, mà ở đây đó là Atthangika. Atthangika, Atthangika là hòa thượng bên trong, hòa thượng gì là thánh đạo tám ngành. Dạ, mà có khi gì là thánh đạo tám chi phần. Thánh đạo tám ngành ngành giống như một công ty mà có tám cái cơ bộ phận khác nhau, mà những bộ phận đều làm việc tốt. Thánh đạo tám chi phần là chúng ta hiểu là một cái hành trình có tám cái nhân tố, tám cái yếu tố, và những yếu tố này nó bắt buộc phải hòa quyện với nhau, nó phải đang kết với nhau để tạo nên một cái lực thực sự, một sự chuyển hóa thực sự. Thì thưa quý vị, nhân loại đã sớm nhận ra một cái nguyên tắc về vật lý, đó là việc tạo ra những sợi dây thừng. Nếu chúng ta sợi dây thừng nó chỉ là một vật thể thôi, và một cộng duy nhất mà tạo ra dây thừng, thì dây thừng đó thường nó không có chắc. Nhưng người ta khám phá ra rằng nếu dây thừng là một kết cấu của nhiều sợi dây nhỏ, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi mà ngày xưa ông bà đã tìm ra là ngay cả tóc của chúng ta đó, mà nếu bệnh chặt nhiều sợi tóc lại với nhau thì sẽ rất chắc. Những chiếc thuyền khổng lồ, những cái chiến hạm chẳng hạn, hay những chiếc tàu biển đó, thì cái dây cột nó vẫn là một cái sợi dây thừng được bệnh lại bởi nhiều cái sợi dây nhỏ, nó tạo nên cái gì rất là chắc. Thì sợi dây thừng mà nó bệnh lại nhiều dây nhỏ cũng tương tự như cái con đường trung đạo mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta đó, là một cái sự kết cấu quyện lấy nhau, kết hợp bởi tám cái chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không nên hiểu rằng mỗi một cái chi phần đó là một con đường khác nhau, và đừng nghĩ rằng có tám con đường cùng dẫn đến một điểm, như là người ta thường nói là đường nào cũng dẫn đến là mã. Ở đây không có ý nghĩa như vậy, bởi vì ở đây chúng ta nên nhớ rằng Hòa Thượng Minh Châu á, ngài dịch là chánh đạo tám ngành, hay là chánh đạo tám chi phật. Về điểm này chúng ta nên nên đặc biệt lưu ý. Thưa quý vị, một cái ý nghĩa khác mà ở đây chúng ta nên đề cập và cũng xem như là một điều rất là thuận, bởi vì trong lớp học này, lớp Buddha Dhamma có lớp dạy thắng pháp Abhidhamma. Vì nào đã từng đọc kinh sách và từng học thắng pháp bi tâm thì các vị thấy sẽ thấy rằng có một cái điểm mà thắng pháp bi tâm đề cập đến mà trong kinh Tạng không có nói rõ về điểm này, đó là tám cái chi phật: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó là những pháp bản thể. Rồi bản thể đây là những cái thuộc tánh của cái mà chúng ta gọi là Chetasika, ở trong tiếng Phạn gọi là thuộc tánh của tâm, mà nằm ở trong cái hành quẩn, là hành quẩn. Đây là pháp thực tính, chứ không phải là một cái khái niệm có tính cách là tổng quan hay là đối đãi. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ quý Phật tử hôm qua đi chùa đại lễ Phật đản, dự lễ Phật đản, thì khi quý vị đó quý vị đến chùa là lễ Phật đản, thấy ở trong lòng nhẹ tên vì đi chùa thay vì đi bên ngoài, thì cái cảm giác mà an lạc nhẹ nhàng đó nó là một khái niệm có tính cách là cảm nhận. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về thọ hỷ, chúng ta nói về đức tin, chúng ta nói về trí tuệ vân vân, thì những cái pháp đó là những pháp thuộc tánh. Dạ, nó pháp thuộc tánh. Cũng giống như bây giờ khi mà chúng ta nói đến thuốc á, thì chúng ta thường hiểu thuốc Advil, thuốc Tylenol, thuốc Panadol chẳng hạn. Nhưng mà cái tên á, nó chưa phải là một thực tính. Một quan trọng là những cái dược phẩm và những cái nguyên liệu của dược phẩm ở được ghi rõ ở trong từng cái hiệu thuốc. Thì ở đây tám cái chi đạo đó, nó là những pháp thực tính. Pháp thực tính ở đây tức là đúng như vị học có hiện, nó là những pháp, những pháp có ghi ở trong bản nêu chi pháp. Và trong trường hợp này thì tám chi đạo thuộc về hành quẩn, nó là tám thuộc tánh, đó là tám thuộc tánh. Và chẳng những vậy mà tám thuộc tánh này có một điểm rất là đặc biệt, và rất là đặc biệt mà chỉ có Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, là bậc thấu suốt, là bậc thể đọc được tâm. Đọc ở đây đọc thật sự chứ không phải ngày suy luận nhé. Là một khi tâm đạo khởi lên, dù là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tức là giây phút một tuệ giác sanh khởi, thấy được niết bàn, và cùng lúc đã có thể đoạn tận, như trường hợp sơ đạo, tam đạo, tứ đạo, hay là giảm nhẹ, như là giảm nhẹ vĩnh viễn, như trường hợp nhị đạo, thì thưa quý vị, tám cái chi phần này, gọi là tám chi đạo, nó lại đồng sanh, và đồng sanh trong một tâm đạo. Và đây là một cái thực tướng pháp mà Đức Phật, chỉ có Đức Phật ngài nhận ra điều này, ngài khám phá điều này. Ngay cả các vị đệ tử cũng không có cái khả năng phân tích như vậy nếu không được Đức Phật ngài giảng dạy. Bây giờ quý vị nên hiểu như vậy là trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó không thể đồng sanh một lúc được. Mà mỗi pháp nó là một pháp riêng, có cái này không có cái kia. Nhưng mà cả ba chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đều đồng sanh ở trong tâm đạo. Đồng sanh trong tâm đạo cùng với chánh kiến, chánh tư duy, cùng với chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cả tám chi phần này đồng sanh, đồng hiện hữu, đồng hòa quyện để tạo nên một cái lực mà trong kinh gọi là đạo duyên đó. Thì cái này là cái rất là quan trọng, và phải học tu pháp, học về duyên hệ, chúng ta phải học về bát chi đạo, như là quý vị học một cái chương ở trong giác phần tập yếu của Abhidhamma Sangha, thì chúng ta mới hiểu được là tại sao cái bát chi đạo là tám pháp, mà tám pháp này trong đời sống hàng ngày của chúng ta không thể nào đồng sanh đồng hiện hữu trong một lúc, trong một sát na tâm, mà chỉ khi đắc đạo, đắc đạo nó đồng sanh trong một sát na tâm và tạo nên một cái lực rất là quan trọng. Lực đó là cắt đứt vĩnh viễn, hay tức là đoạn tận vĩnh viễn, hoặc giả là giảm thiểu vĩnh viễn, như trong trường hợp nhị đạo tư đà hàm, giảm thiểu dục ái và sạch. Thưa Phật tử, chúng ta cũng
biệt đề cập đến một cái khía cạnh ở đây được gọi là đắc toán và đủ, như là chúng ta học về định lý trong toán học vậy đó. Gọi đắc toán và đủ đó có nghĩa là con số 8 ở đây là một con số tròn trịa, một con số không thể nói thêm và không thể nói bớt, không thể là 7 cũng không thể là 9 được, mà là 8. Và khi mà chúng ta chia làm 3 là tam học với định tuệ, cũng tương tự như vậy. Chúng tôi sẽ đề cập đến cái sự khác biệt của bát chánh đạo trong pháp học và pháp hành ở đoạn cuối của loạt bài nói về đạo đế. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói một cách rất là ngắn là bát chánh đạo, nó không thể thêm và không thể mất được. Như chúng ta nói trong bài thành cũng đừng gọi là có và đủ. Thì ở đây chúng ta hiểu đại khái như thế nào về điểm này. Chúng ta hiểu sao về điểm này khi mà chúng ta nói là không thể thêm và không thể mất được, phải đi sâu vào ý nghĩa của từng chi đạo và phải nói cả ba phương diện pháp học, pháp hành và pháp hành. Tức là từ bát chánh đạo chúng ta đổi sang tam học với định tuệ. Và khi đổi sang tam học với định tuệ, chúng ta có một cái cơ sở khác để nhìn vào thất tịnh, từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, vân vân. Thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao bát chánh đạo chỉ có 8 mà không thể là 7 và không thể là 9. Ở đây không phải là một cái con số mang tính cách bất định, mà là một con số cố định. Và không phải là Đức Phật, Ngài là vị sáng tạo ra điều này, mà Ngài chỉ đưa ra khi mà Ngài giác ngộ, nhìn thấy cái chân tướng của đạo đế, của con đường thoát khổ như vậy. Chính thưa quý vị, như vậy là trong đời sống này của chúng ta đó, nó có một thứ gọi là định luật thiên nhiên. Trong định luật thiên nhiên này đó, nó không thể dùng cái chuyện mà mình thích hay không thích, hay là mình muốn chỗ này hay muốn chỗ kia, mà chúng ta phải tôn trọng luật thiên nhiên đó. Đạo Phật gọi là Dhamma, là pháp. Dù là khi chúng ta nói đến đau khổ, nhân sinh đau khổ hay sự diệt khổ, và ở đây nói đến con đường dẫn đến diệt khổ, thì tất cả đều cần phải được hiểu được quan điểm đó là cái gọi là sapawa, là cái bản chất tự nhiên của vạn hữu là như vậy, của tất cả pháp là như vậy. Nó tương tự như vậy. Chúng tôi nhớ là ngày xưa còn nhỏ ở nhà đó, thưa quý vị. Tại vì trong mẫu chúng tôi ở quê ngoại có làm ruộng, thành ra chúng tôi biết nhiều về chuyện đó là gạo á, mà mình nấu ăn á, thì nó có cái sự khác biệt giữa gạo mới và gạo cũ. Gạo mới là đầu mùa chúng ta đem vào gặt lúa xong rồi mình xay ra, thì cái gạo mới nó dẻo hơn, thơm hơn, nó vị ngon hơn. Và gạo mà mình để lâu á, ví dụ như bây giờ thời đại dịch xảy ra, thì chúng tôi có mua một ít gạo để trong kho, để phòng khi mà có bão tố hay là đại dịch mà không mua được thì có gạo ở chùa. Nhưng mà thưa quý vị, những cái này đó, khi mình để càng lâu, gạo dùng gạo ngon để càng lâu thì nó càng dở đi. Nó không, tức là nó có cái thời gian để sử dụng nhất định, chứ không phải là là lúc đầu thì nó cũng giống nhau như vậy. Và khi nói đến gạo mới đó, thì cách mà chúng ta nấu nó cũng tương đối, nó khác với gạo cũ. Ví dụ mình không biết nấu thì có thể nó nhão hơn, có thể nó khô hơn. Thật ra khi nấu cơm đó, chúng ta nhớ qua từ Hậu Giác, Ngài có nói một điều là một cái người mà gọi là nấu cơm ngon đó,
thì không thể nào mà nấu loạn ngon, không thể nào mà cũng biết nấu cơm, không thì không thể nào không biết khích kho. Kho mà nó quá mặn hay quá nhạt hay là không biết khích kho, mà cơm mà nó quá xấu quá chín thì nó cũng không biết được. Thành ra muốn nấu giỏi thì mấy cái đó phải biết. Dĩ nhiên là chúng ta là xứ sở mà ăn cơm ấy, thì chúng ta biết rõ là gạo đó nó tùy theo loại gạo, không phải loại gạo nào cũng nước chừng đó. Hồi nhỏ thì chúng ta cứ thường nghe ông bà nói nhau là mình lấy lỗ tay mình đo, và mình đo nước bao nhiêu so với cái mặt gạo. Nhưng mà dần dần chúng ta hiểu ra nó không phải là quy tắc cố định. Có những loại gạo cần nhiều nước hơn, có những loại gạo cần ít nước hơn. Và lửa cũng vậy, là lửa nấu trong nồi cơm thì biết lúc nào lửa nhiều, lúc nào lửa ít. Chúng ta nhớ khi nhỏ nó có nhiều khi là đến lúc nào đó thì phải dập lửa và cào than ra, than bên để ở giữa nó đừng bị khét. Và rồi cũng có một vài người họ nấu ở nồi đất, họ còn lấy những cục than đỏ họ để lên nắp nữa, vân vân. Thì như vậy lửa và nước nó có một cái quyết định không thể chối cãi được khi mà chúng ta nấu cơm. Để có nồi cơm ngon và không ngon thì điều này đó, thưa quý vị, nó không phải là chuyện mà mình thích hay không thích hay dựa trên một cái quan điểm hay là suy tư, mà đó là một thực tế. Dạ, đó là một thực tại, đó là thực tế, và đó là một cái định luật, là định, một cái quy luật theo thiên nhiên, đó là như vậy. Không thể nào mà chúng ta không tôn trọng. Vì vậy chúng tôi rất là sợ khi mà một người Phật tử phải dùng cái chữ là bát chánh đạo, thì chúng ta hay quyên thuyên xem bát chánh đạo chỉ chánh đó nó nằm ở trong cái phạm trù của luân lý. Phạm trù luân lý, ví dụ như ngày xưa chúng ta nói là tam can ngũ thường, hay là tam tùng cái đức của người phụ nữ, hay tam tùng tam can ngũ thường của người đàn ông thì đạo đức, và con người phụ nữ thì đại gia thì phụ xuất gia đồng phu, phu nữ đồng tử. Đó là quan niệm, nó mang tới cái đạo đức, nó không dựa trên cái thực tính pháp. Bởi vì chúng ta có nhiều cái bi kịch của cuộc sống là vì chúng ta quá sống ảnh hưởng cái đạo đức mà dựa lên trên cái gọi là văn hóa. Dạ, vì văn hóa ở đây bác chánh đạo, chỉ chánh đạo không nên hiểu như vậy. Có một cái rất là, có một điểm rất là thú vị là nếu vị nào mà đi sang Ấn Độ đó thì ngày nay Bà La Môn giáo không còn gọi là Bà La Môn giáo mà gọi là Hindu. Mà thật ra chữ Hindu đó nó không phải là một chữ nguyên của người Ấn. Chữ Hindu là một chữ mà khi các vị vua Mông Côn người Hồi giáo đó vào cai trị, và vào cai trị Ấn Độ, lập nên một cái kỷ nguyên mới tại đất nước này, thì các vị vua đó là thuộc về Hồi giáo, và họ gọi những người không phải Hồi giáo là Hindu. Vì Hindu là một chữ mà bắt nguồn từ Trung Á, và tiên vào tiếng Ả Rập, người ta gọi là có nghĩa là người ngoại giáo, là người không phải là đạo chính thống, người là gọi là ngoại đạo. Dạ. Thì bây giờ người Ấn Độ họ rất là tự hào về chữ Hindu. Dạ, như là ngôn ngữ gọi là tiếng Hindi, và đạo gọi là đạo Hindu. Và Hindu đã trở thành một cái nghĩa thiêng liêng với người Ấn Độ, mặc dù cái gốc của nó đó thì nó đến từ một cái kỷ nguyên mà do người Hồi giáo cai trị. Thì quý Phật tử thấy được đó là như vậy, là cái chữ Hindu mà có đẹp hay không đẹp, dùng thích hợp không thích hợp đó, thì nó hoàn toàn là do cái tính cách là đối đãi của văn hóa, của lịch sử, chứ nó không phải là một quy luật cố định. Như khi nãy chúng tôi nói về cái chuyện nấu cơm mà phải đúng lửa đúng nước thì nó mới ngon, nó là một quy luật cố định. Thì trong Phật pháp đó, dùng một chữ gọi là Dhamma, Dhamma tức là những cái nguyên lý và cố nhiên của đời sống. Và những nguyên lý này được Đức Thế Tôn ngài giác ngộ, ngài chỉ với chúng ta, chứ không phải là một cái sản phẩm trước đó, một cái sản phẩm sáng tạo bởi cái sự suy tư của ngài.
Quý vị Phật tử chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ. Xin lỗi quý Phật tử, hôm nay mặc dù là đã qua lễ rồi nhưng mà vẫn còn có một cái số việc tổng tổng ở chùa chúng ta cần làm. Do vậy chúng ta bị gián đoạn một chút, bây giờ chúng ta trở lại với mặt chánh đạo. Nói chung thì chúng tôi rất là muốn tất cả quý Phật tử cố gắng để tâm lưu ý cho điểm này, là nói về bát chánh đạo là chúng ta nói về một cái phương thức hay là một cái phương cách hay là một giải pháp cho cái vấn đề lớn nhất được đưa ra là sự khổ đau, đã sự khổ đau của kiếp sống, trong kiếp sống. Và những cái phương cách này nó dựa trên những cái nguyên lý tự nhiên chứ không phải là do nó nằm ở trong cái phạm trù của đạo đức, của luân lý, mà ảnh hưởng bởi văn hóa hay là do sự sáng tạo, mà dựa nguyên lý tự nhiên. Và khi mà nói đến đạo đế đó, thì nói đến bát chánh đạo. Cho dù bát chánh đạo có quen thuộc, có dễ hiểu như thế nào đối với chúng ta, ví dụ quý vị nghe nói chánh kiến thì cũng nghĩ là cái nhìn đúng, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, chánh ngữ là lời nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, chánh mạng là nuôi mạng là đúng, chánh tinh tấn là nỗ lực đúng, chánh niệm là sự tỉnh giác đúng, quán sát đúng, hay là chánh định là sự tập trung đúng. Mình hiểu như vậy rất là dễ hiểu, rất dễ hiểu trong diện ngôn ngữ. Và chúng tôi biết là trong những cái chương trình Phật pháp mà gọi là Phật pháp sơ đẳng, hay là những Phật pháp cho thiếu nhi bên Phật giáo Bắc Tông của huyện Phật pháp, mà là một cái tập mà để dạy Phật pháp cho các em trong gia đình Phật tử, thì những giáo lý như là lục hòa hay là bát thành đạo, bát chánh đạo hay là tứ diệu đế được giảng giải như là những cái pháp số. Dạ. Và chúng ta nghĩ rằng có pháp số thì ra mới giảng, nhất là cái đó nghe có vẻ là dễ nghe, nghe có vẻ thuận tai, nghe có vẻ là có sức thuyết phục theo cái cách bình thường. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng đây là những cái giáo pháp rất là rừng cục, rất là hệ trọng, rất là cơ bản. Nếu chúng ta nói về tứ đế, nếu chúng ta nói về trung đạo, nếu chúng ta nói về sự khổ và con đường diệt khổ, thì bát chánh đạo cần được chúng ta quan niệm lên rõ ràng. Thì tám chi đạo này chúng tôi không có đi vào nội dung của tám chi đạo trong tuần này và tuần tới đó. Chúng ta sẽ đi qua một số các chi đạo, và tuần tới nữa chúng ta sẽ đi bằng chi đạo. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái bài đúc kết về bát chánh đạo từ những pháp học và pháp hành. Tuần này thì chúng ta không có đề cập sâu vào những chi đạo như chánh kiến, chánh tư duy, mà chúng tôi chỉ nói tổng quát. Và mong rằng với cái bài này thì quý Phật tử sẽ đặt lại cái nhìn, cái quan niệm của chúng ta một cách nghiêm túc khi mà mình học về đạo đế. Nên nhớ một điều ở tại đây là nếu giáo lý tứ đế là giáo lý tổng quan, là nền tảng của Phật giáo, thì đạo đế chính là cái chìa khóa, chính là cái phương thức để diệt tận khổ đau. Và những cái phương thức này nó có nhiều cái tầng cấp, có nhiều cái trình độ khác nhau trong sự áp dụng, và luôn luôn mỗi chúng ta đều rất là cần để hiểu biết. Có một lần chúng tôi sang bên Boston nghe ngài Panita để ngày hướng dẫn về thiền. Và lúc đó có một người hỏi ngài một câu mà lâu quá rồi chúng tôi bất chợt chúng tôi không nhớ cái câu hỏi đó là gì, nhưng mà ngài có nói kết luận
một điều là Ngài nói đừng quên rằng thiền Vipassana đó là chánh niệm ở trong mắt cái đạo, và chánh niệm không có đứng riêng, dạ không có đứng riêng, mà chánh niệm phải đi cùng với bảy cái chi đạo khác, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Và khi mà Ngài nói cho biết là một số người học họ chỉ muốn nắm một khía cạnh duy nhất, và đó là niệm, mà có đôi khi họ chỉ biết về niệm hơi thở mà không để ý một tứ niệm xứ, và nói tứ niệm xứ thì họ không để ý đến cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo, và do không để ý đến với chánh niệm bát chánh đạo, do đó họ chỉ lấy có một phần đó ra. Thì Ngài nói rằng hành trì như vậy đó, nó là hành trì khiếm khuyết. Khi mà tu tập thiền Vipassana, khi tu tập thiền tứ niệm xứ thì phải nói một cách toàn diện, bởi vì ở trong thời gian sau này, thưa quý vị, tại các nước Tây phương có một cái phong trào mà được ưa chuộng rất nhiều, là cái phong trào thiền quán của Hòa Thượng Nhất Hạnh hướng dẫn, tức là người nói về phép lạ của sự tỉnh thức, hay nói về chánh niệm. Và cái chánh niệm thường được giảng như là một pháp đơn cử, như là một pháp duy nhất, như là một pháp quan trọng nhất trong sự tu tập. Thật ra thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có cái công tương đối rất là lớn, là đã khiến cho nhiều người có sự thích thú, có một cái nhìn mới về cái pháp niệm hơi thở. Nhưng mà chúng ta phải nói một cách rõ ràng rằng niệm hơi thở chỉ là một phần ở trong tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ chỉ là một chi đạo ở trong bát chánh đạo. Và nói đúng ra trên phương diện hành trì đó, mà gọi là thực sự đúng, thì bát chánh đạo không thể thực hành một cách riêng lẻ, lấy riêng một pháp một bộ phận, bởi vì đây, thưa quý vị, đây là thánh đạo tám ngành, hay là thánh đạo tám chi phần. Cũng như bây giờ quý vị mở một công ty buôn bán, thì quý vị không thể chỉ quan niệm về mặt hàng, mà không quan niệm về nhân viên, hay là quý vị chỉ quan niệm về nhân viên mà quý vị không có quan niệm về cái cơ sở đó, là cái tiệm đó phải đặt ở vị trí nào, phải trang trí như thế nào. Mà khi mà chúng ta nói đến một cơ sở thương mại đó, là nó có rất là nhiều cái thành tố, nhiều cái yếu tố, và những yếu tố này phải được hiểu là nó phải bổ trợ cho nhau, chứ không thể riêng lẻ có một thứ được. Vì khi chúng ta học về giáo lý bát chánh đạo đó, chúng ta sẽ thấy một điều rất là đáng sợ, rất đáng sợ, khi mà người tu ngày hôm nay đa phần là người ta chú trọng về một pháp. Và chúng tôi có nghe một vài vị có một vài cái lập trường, dĩ nhiên là mỗi người có cái nhìn về, chúng ta không nói ở đây không phải chỉ trích. Ví dụ các vị nói mình tu Phật, tu tốt nhất là chỉ niệm lục tự Di Đà, tức là sáu chữ Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật, thì là đủ. Niệm lục tự Di Đà là quán triệt cả tám muôn vốn là pháp môn chẳng hạn. Đôi khi chúng ta muốn nắm một điểm thôi, thì điều này nó khiến cho người ta tập trung, khiến cho chúng ta giảng dị hóa. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta tu tập theo giới định tuệ, theo bát chánh đạo hay là thất định, thì chúng ta không thể nào mà chỉ soi rọi vào một điểm. Cũng như chúng ta nhìn một bức tranh, chúng ta phải nhìn toàn diện, chứ không thể nào một góc, một phần nào đó của bức tranh. Hay hoặc giả là mình nấu một bữa ăn thì không thể nói rằng tôi chỉ biết nấu cơm thôi, hay là tôi chỉ biết nấu canh thôi, những thứ khác không cần biết, không phải như vậy. Nó phải cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn, toàn diện hơn, và nó bổ trợ với nhau ở cái mức độ nhịp nhàng hơn. Thì đây là một điểm liên quan đến bát chánh đạo mà tất cả chúng ta cần đặc biệt lưu tâm. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, trong cái phần 1 của Đạo Đế. Bạch Hòa Thượng Tề Sư, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tề Sư đang ở trước máy, xin
hỏi vài điều về đạo đế. Họ và cũng hỏi quý Phật tử là quý Phật tử có thấy chư vị giảng sư khác có vị nào đang có mặt ở trong lớp học không? Nếu quý Phật tử có thấy được. Ô dạ thấy Hòa Thượng Tịnh Siêu rồi. Dạ kính cung kính Hòa Thượng. Anh là một thầy à? Kính Tùng Đức, kính thưa quý vị, khi chúng tôi học về bát chánh đạo thực ra khi nói đến pháp học nó cũng nhiều khê chứ không phải là đơn giản. Pháp hành cũng vậy. Cái con đường mà đi đến Niết Bàn mỗi một người sẽ hiểu một cách. Hôm nay thì theo cái sự hiểu biết cá nhân của chúng tôi, thì chúng tôi chia ra làm hai phần. Nói theo thắng pháp thì những chánh đạo là tu chọn và pháp bất chánh đạo tu chứng. Nhưng khi nãy chúng ta nghe Hòa Thượng Giới Đẳng nói đến cái tâm đạo, cái chích lát và cái tu thiện siêu thế, thì bất chánh đạo ở trong tâm đạo không phải là tu tập nữa, mà đó là tu chứng. Cái đó đã chứng rồi, đã chứng đắc Niết Bàn. Thì cái tâm đạo mà sinh khởi thì có tác chi đạo tức đồng sinh. Thì cái này thì chúng ta không có bàn đến là bởi vì cái đây thuộc về cái pháp Sacchikātappa. Như có một chỗ Đức Phật dạy rằng dinh và sắc lệ cái tỳ kheo là hai pháp cần phải biến tri. Parinyayatama tức là danh sắc đó, cái tính chất là khổ, khổ đế. Danh sắc hiện thế là tính chất khổ đế. Vô minh và hữu ái này cái tỳ kheo là hai pháp cần phải đoạn trừ. Hai pháp này nó thuộc về phạm trù tập đế. Minh và giải thoát
là hai pháp cần phải tác chứng Sacchikātappa. Cái này nó thuộc về phạm trù diệt đế. Và chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập. Đây là phạm trù đạo đế. Có một bài kinh Đức Phật đã giảng về cái chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta nói đến khổng đế, tập đế, triệt đế và đạo đế, thì khi mà chúng ta nói đến đạo đế chữ đạo ở đây chúng ta hiểu, nên hiểu rộng, vừa là pháp cần phải tác chứng, tức là phải chứng đắc đó. Nó thuộc về cái phận minh của cha và già. Còn giải thoát ở đây đó, quy vô tí thì là niết bàn. Thì như ở đây tức là chỉ cho tâm đạo, mắt cát, tâm quả, pha lát, trí tuệ ở trong tâm đạo, trí tuệ trong tâm quả gọi là minh. Và giải thoát đi nếu bạn minh và giải thoát là hai pháp cần phải tác chứng. Còn đạo đế là pháp cần phải tu tập. Cho nên khi mà chúng ta nói đến bắt chánh đạo, mà chúng ta nói rằng nó đồng sanh và phải sinh, thì đó là chúng ta nói nó lĩnh qua cái pháp cần phải tác chứng Sacchikātappa. Khi mà chúng ta chưa tu tập được đủ những chi phần bát chánh đạo thì chúng ta khó có thể, chúng ta không thể chứng được đạo quả. Cho nên nếu nói về cái con đường để dẫn đến minh và giải thoát, đến đạo quả, thì có một con đường tu tập đó, để chúng ta tu tập bắt chánh đạo. Hoặc là khi một người sơ cơ mới vào cái chuyện là tu tập đó, thì họ phải tu tập thì giới trước. Có những bài kinh mà Đức Phật này đề cập đến riêng lẻ về chánh tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, những vị tỳ kheo thu thúc giới, thu thúc giới bổn Ba La Đề Bồ Xoa để ngăn chặn thân ác, khẩu ác đó, thì cái đó thuộc về tu tập chánh ngữ và chánh nghiệp. Vì Phật tử chúng ta tu giữ giới, từ bỏ sự sắc sanh, hay là tránh xa cái sự sắc sanh, Panavipata Viramani cũng là chánh nghiệp. Trinadana Viramani, từ bỏ sự trầm thích, lấy của không cho,
để phụ chưa cho đó. Cái đó cũng là tu tập chánh nghiệp. Rồi người Phật tử nuôi mạng chân chính, không có sống những cái nghề tội lỗi, những cái nghề có liên quan đến phiền não chi phối, những cái nghề không làm cho ác pháp ngự trưởng, đó là chánh mạng. Và vị tỳ kheo Achiwa Parisuddhisila sống nuôi mạng thanh tịnh, nhờ cái sự tinh tấn đó cũng là chánh mạng. Thì trước tiên là chúng ta phải tu tập giới, tu tập tín ngưỡng chánh nghiệp chánh mạng trước. Khi giới tịnh đã có rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới tu tập qua cái phương định. Và trong phần định này đó, thì nếu mà nói theo bát chánh đạo thì đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì sao vậy? Vì nếu như không có nỗ lực không có tinh tấn Arattha Viriya thì không thể duy trì chánh niệm một cách liên tục. Bởi vì nếu mà tâm lười lười biến thì chỉ niệm như chú ý hơi thở, ghi nhận hơi thở, chừng 10 hơi thở ra hơi thở vào là bắt đầu sao lãng. Quên, không có ghi nhận nữa. Thì như vậy, nếu thiếu cái chánh tinh tấn á, thì chánh niệm không có. Cho nên phải có cái, phải có chánh tinh tấn. Chúng ta phải tu tập như vậy dần dần. Mà nếu có chánh niệm không, nếu mà kiên trì chánh niệm thì nó sẽ đưa đến chánh định. Lúc đó sẽ tập trung trên một đề mục, tâm sẽ trú trên một đề mục. Và do vậy, khi mà chúng ta tu tập phần định là chúng ta phải tu tập về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không phải ai cũng dễ dàng khi mà bước vào trong Phật pháp và tự nhiên có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được đâu thưa quý vị. Có nhiều người do cái thường cận y duyên ở quá khứ, cái tâm nó lười biếng nó quen, thất niệm nó quen rồi, có tâm tán loạn nó quen rồi, cho nên bây giờ hễ mà thì phải là đến đà thi mút
ta đạt thiên bồ tát tức là phải có cái sự phải chuẩn tâm thực hành cái pháp ấy, chủ tâm thực hành pháp ấy. Thì khi mà đã có sự chủ tâm thực hành theo thiền định đó, thì trước tiên là phải dàn xếp, phải giải quyết cái vấn đề cái tâm lười biếng. Nhiều khi cái tâm mình nó lười do cái cơ thể nó uể oải, nó mệt mỏi, lúc đó cái tâm bắt đầu thụ động tiêu cực. Là tới giờ, thường ngày tới giờ mình hành thiền, thì hôm nay tới giờ đó thì cái tâm lại không muốn hành thiền. Hoặc là cố gắng ngồi, ngồi cho có ngồi nhưng mà không có thể mà tập trung được. Đến rồi vài ngày sau đó thì cái tâm bắt đầu thụ động, là lấy lý do này lý do khác để mà nghỉ ngơi, không có hành thiền. Thì đó là thiếu sự tinh tấn, phải giải quyết cái đó trước. Cái tâm lười không thể là tu tập được, thưa quý vị. Tâm lười không thể tu tập được. Như Đức Phật đã dạy ở trong kinh cú mà chúng ta có học đó, tôi chỉ trích ngang cái chỗ này nè. Kusitang hina wiriyam, vipassahati maro vato rukhang tupalam. Thì nó mà sẽ áp đảo người biến nhát, thiếu chuyên cần, giống như là gió ngã cái cây yếu, cây sậy, cây lao yếu ớt, thì một trận cuồng phong có thể làm cho nó ngã rạp xuống. Như vậy rõ ràng là chúng ta phải tu tập tinh tấn trước trong cái phần định. Mà nếu có cái sự tinh tấn nỗ lực tích cực nhưng mà không có tác ý chánh niệm đó, thì cái sự tinh tấn đó nó làm cho tâm bị tán loạn, bị phóng dật, phải lên xin lạc. Cái tâm lăng xăng, người mà làm việc tích cực nhưng mà không có chánh niệm thì mình sẽ thấy họ lăng xăng, chạy tới chạy lui, buông việc này bắt việc kia vân vân. Cái vấn đề này cũng hơi khó, là khi mà hành thiện, thưa quý vị, đừng quá tinh tấn nhưng vì thiếu cái chánh niệm cho nên cái sự tinh tấn đó thì một ngày chưa có định tâm được thì lại bắt cái niệm một khác, cứ như thế suốt cả buổi, không có cái nào ra cái nào hết, không có đề mục nào trú vững ở trong đề mục nào hết. Cho nên là tốt nhất là chúng ta luyện tập chánh niệm, luyện tập chánh niệm, tức là nếu mà chánh niệm được duy trì bền bỉ liên tục thì như vậy nó mới sanh lên cái định. Mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy gọi là nít chăng đang là hát Brahma, tức là phải có cái sự
thường kiên trì tinh tấn, thường kiên trì tinh tấn, nghĩa là phải có sự tinh tấn chánh niệm một cách thường xuyên liên tục thì mới có thể đạt đến chánh định được. Nếu là chúng ta tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, bây giờ chúng ta mới nói đến cái vấn đề tuệ. Cái phần tuệ hay là tuệ học ở đây đó gọi là Vinaya Sikha, tuệ học là gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Nhưng mà hai cái này không phải tự nhiên mà có được. Chúng ta tu tập về giới xong rồi là nền tảng cho tu tập về định. Tu tập về định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã được thành công rồi đó, chúng ta mới bắt đầu chúng ta tu tập về tuệ. Nhưng bây giờ trước hết chúng ta hãy dọn cái tâm để làm sao có cái sự hiểu biết đúng để tu tập chánh kiến riêng. Thưa quý vị, trong cái bước đầu hễ mà chúng ta bắt đầu tu tập là chúng ta phải tu tập từng môn. Bây giờ chánh kiến, hồi nào đến giờ mình chỉ quen là mình tin có ông Tà, ông Táo, ông Địa, Phò Hộ. Thì bây giờ chúng ta tu tập chánh kiến là bây giờ chúng ta phải tin cái, chúng ta phải hiểu biết cái được cái nhân quả. Mình mua bán chậm chạp, ế ẩm, không phải là chúng ta cúng thần tài rồi tự nhiên phát sanh lên giàu giàu đâu thưa quý vị, hay là sung túc buôn mai bán đắt được, buôn mai bán đắt được. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái tâm của mình nó có cái sự theo kiếp bổ sẻ hay không. Nếu mà thấy rằng là hễ mình thấy tiền vô thì mình ham, nhưng mà mình ôm giữ một chất đó, người sinh mà đến trước gian hàng của mình hỏi mình không có muốn cho, gặp một nhà sư đi khất thực ngang đó, mình không có thành tâm để chúng ta cúng dường đặt bát, tâm mà không buông xả như vậy đó, thì làm sao làm nhân để mà phát sinh lên tài sản hay là cái sự như vậy ở trong cái việc buôn bán được. Chúng ta phải tin cái đó, thì tin vào nhân quả như vậy để chúng ta hành thiện như thế đó thì gọi là có chánh kiến. Và chánh kiến á, nó còn nhiều cái nghĩa khác thưa quý vị. Ở trong cái bài kinh Samadhisutta, bài kinh chánh kiến hay là kinh chánh tri kiến, ở trong trung bộ kinh đó, từ tôn giả Samutta ngài dạy rất nhiều. Khi mà các vị Tỳ kheo hỏi ngài chánh kiến là gì, ai là người có chánh kiến, thì ngài mới giải thích cho nghe. Trước hết như là hiểu biết về pháp thiện, căn thiện, gọi là cái chánh kiến. Hiểu pháp bất thiện và hiểu căn bất thiện cũng là có chánh kiến, vân vân. Chúng ta phải hiểu như thế đó. Khi mà nói đến khổ, chúng ta biết thế nào là khổ, biết thế nào là nhân sanh khổ, tổng có sự khổ, và biết thế nào là sự diệt khổ, và biết thế nào là con đường đưa đến sự diệt khổ, cái đó cũng gọi là chánh kiến. Cho nên cái lúc đầu khi mà chúng ta mới tu tập trong Phật pháp là chúng ta phải luyện cái chánh kiến trước, phải luyện chánh kiến, rồi sau đó chúng ta luyện cái chánh tư duy. Đâu phải tự nhiên không rồi chánh kiến, chánh tư duy, hai cái chi đạo đó nó xuất hiện cho chúng ta đâu, không phải dễ thưa quý vị.
Một người không khéo tu tập, hễ mà mỗi lần suy nghĩ là suy nghĩ ham muốn cái này, thích thú cái kia, gọi là dục tư duy. Rồi gặp cái chuyện gì mà gặp cái cảnh ngộ nào mà mình không có vừa lòng, gặp cảnh không có vừa lòng, không có hợp ý mình thì gửi lên tâm sân, cái đối thủ sân tư duy. Rồi khi mà ai là hại mình hoặc là đấu trời với mình thì mình khởi lên cái tâm ghét bỏ, thù hận, rồi tìm cách để mà hại người đó. Thì như vậy gọi là hại tư duy. Quý hình xa sang cấp bát. Thì bây giờ chúng ta phải tu tập chánh tư duy là chúng ta tập ly dục tư duy để khâm mát sang cấp bát, vô sân tư duy apya và đá sân cấp bát. Tôi chỉ muốn hại tư duy a quy hình xa sân cấp bát. Chúng ta phải tu tập cái đó trước, bằng cách là chúng ta quán vô thường, khổ đau vô ngã, gặp cái gì cũng suy nghĩ cái này là vô thường, cái gì là vô thường thời cái đó nó khổ đau, cái gì vô thường khổ không có theo ý muốn thì cái đó là vô ngã. Cứ quán khổ đau vô ngã vậy thì đến khi thuần thục rồi thì mỗi lần mà suy nghĩ là chỉ thấy pháp hữu vi là vô thường chứ không có tham. Khi mà nghe người ta mắng chửi mình hay là cái gì sở hữu của mình là bị người ta lấy mất thì chúng ta không khởi lên tâm sân, nhờ chúng ta quán về cái sự vô thường khổ bố vân, thì chúng ta tu tập chánh tư duy như vậy đó thưa quý vị. Khi mà chúng ta gom lại hết, mình đã tu tập về giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng định, tức là mình luyện cho cái tâm mình tinh tấn, luyện cho cái tâm có chánh niệm, luyện cho cái tâm được an trú chánh định rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu có chánh kiến hiểu biết đúng, rồi suy nghĩ theo cái chiều hướng ly dục vô sân bất hại đó, xong rồi đó mới bắt đầu chúng ta thông thục rồi, cứ tập trung lại là chúng ta đi vào cái ngõ thức tịnh, đi vào cái con đường gọi là bốn cái pháp tịnh: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, nghi tịnh, hậu phi đạo, tri kiến tịnh, hành luận tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Đạt đến cái tri kiến thanh tịnh đó, đó tức là đạt đến đạo tuệ, quả tuệ, thì lúc bây giờ là lúc đó bát chánh đạo đồng sanh khởi một lượt, bát chánh đạo đồng sanh khởi một lượt. Còn lúc ban đầu thưa quý vị, chúng ta phải tu tập từng món khi mà chúng ta chưa rành. Cũng như hồi lúc mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học thì chúng ta chúng ta đọc chữ không được, còn nhỏ quá, do đó cho nên đi vào phải tập học chữ cái, viết. Mà chúng ta viết còn rung tay không nhớ mặt chữ thì chúng ta phải đồ ở trên một cái chữ cái bằng nét bút chì vân vân. Rồi khi tập viết rồi đến tập đọc, rồi sau đó chúng ta mới tập làm toán cộng, làm toán trừ, toán nhân, toán chia. Chúng ta học các môn vậy, hết tiểu học lên đến trung học cũng mà tiếp tục học các môn, các bộ môn, học riêng từng bộ môn cho có kiến thức cái đã. Xong rồi chúng ta lên đại học đó, chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu. Chúng ta nghiên cứu một cái mảng đề tài nào đó, trên đó đại học người ta dạy cho chúng ta cái phương pháp nghiên cứu. Chúng ta nghiên cứu xong rồi
Khi mà chúng ta đã thuần thục cái đó mới bắt đầu tốt nghiệp đại học xong để chúng ta làm nghiên cứu sinh, để mà chúng ta có được cái bằng tiến sĩ vân vân. Thì như vậy đó, cái gì nó cũng phải có sự trình tự từ thấp lên cao. Chúng ta tu tập bát chánh đạo quý vị. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ là bát chánh đạo là gì đó mà luôn luôn nó phải gắn kết với nhau, đồng sanh với nhau, và luôn luôn phải có và có đủ, như ở trong tâm đạo, thì chắc có lẽ suốt cuộc đời chúng ta phàm phu, chúng ta không thể nào chúng ta nắm tới được, thưa quý vị, không thể nào chúng ta có được. Bây giờ chúng ta cứ tu tập theo kiểu dốt và tu tập lần lần, từng món một, quý vị cứ tu tập từng món một, cho đến khi nào thuần thục 8 món đó rồi đó, thì giờ chúng ta mới ngồi lại để mà chúng ta bắt đầu tu tập, thì lúc đó nó sẽ chứng đạt được bát chánh đạo. Thì chúng tôi có một vài điều chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm cái phần này, thể theo lời yêu cầu của Thượng Nhất Đẳng. Và bây giờ xin cúng thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú rất là kiêm Hòa Thượng Từ Sư với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, phần đạo đế, chúng ta nói đến bát chánh đạo là một đề tài nghiêng về sự tu tập thực tế, không phải là lý thuyết. Như vậy chúng ta sẽ cần rất là nhiều những chia sẻ của chư Tôn Đức liên quan đến đề tài này. Bây giờ thì để thỉnh Hòa Thượng Từ Sư đi nghỉ. Phần còn lại của chương trình hôm nay sẽ để và Tiêu Tôn Đức hiện diện ở trong rung sẽ tiếp tục. Thượng tọa Pháp Thân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Thân đang ở trong máy, xin thỉnh Thượng tọa nhận. Thượng tọa Thân, có nhiều người trong chúng ta đó, dường như là mình muốn cắt cái bát chánh đạo ra thành từng mảnh. Ví dụ như chúng ta chú trọng về tu chánh hướng, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà chúng ta không có quan tâm đến chánh kiến, chánh tư duy. Hay hoặc giả là chúng ta quan niệm về chánh kiến, nhưng mà chúng ta không có đặt nặng về chánh niệm, về chánh định. Thì muốn hỏi Thừa Tháp Tân là theo Thừa Tháp Tân nghĩ đó, là từ học Phật Pháp và tu tập, nếu mà chúng ta chỉ lấy một phần nào đó trong bát chánh đạo để tu tập thì có thể được xem là đã tốt lắm rồi, phải không? Bởi vì thường thường là ai tu phần nào tốt phần đó, chứ mình không nhất thiết cần phải tu đầy đủ cái tám pháp, và đôi khi tám pháp nhiều quá. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Hợp Tân về điều này. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thầm Ma giả, Nam mô Sân Khai giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đặng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tỷ Tri, Đệ Đức Tỷ Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Riêng con thì con nghĩ rằng với cái việc mà tu tập của một cái người tu trong Phật Pháp này, có nghĩa là mình để mà đi đến cái giác ngộ giải thoát ấy, thì cần phải tu tập về bát chánh đạo. Và khi mà mình nói tu tập về bát chánh đạo đó, thì như chúng ta cũng biết đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,
chánh tinh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì đó là tám cái chi phần khi mà một người tu tập cần phải trải qua, cần phải thực hành đầy đủ. Thì trong bát chánh đạo thì theo con được biết đó là nói trên cái hai cái phương diện, như là trên cái phương diện tu tập cũng là hay, và một cái phương diện tu chức. Thì thường đó là mình có khi mình tự nói tách ra, tách ra giờ tu giới cần phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì hoặc là mình tu tuệ thì cần có chánh kiến và chánh tư duy, hoặc là mình tu định thì cần có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì mình nói là để tách rời ra, để mình tu tập. Nhưng sự thật con nghĩ rằng bát chánh đạo thì nếu mà nói để cái tiến trình tu tập để hết sự giải thoát thì con nghĩ là cũng không thiếu, cũng không thừa. Bởi vì cần phải đầy đủ. Nhưng mà con nghĩ rằng ví dụ như mà mình tu giới chẳng hạn, nó là tu giới, giờ mình cần có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Nhưng mà ít ra thì trong đó mình cũng phải có cái sự nhìn thấy đúng, biết đúng. Trong đó nó có thể nói là có chánh kiến. Rồi trong cái đó là có cái sự hành trì của mình. Khi mà mình có nhìn cái sự suy tư nó đúng, nó mới hỗ trợ cho cái việc mà thành tựu giới cho chính mình. Nhưng mà nói giới, định và tuệ thì có nghĩa là mình cần phải có giới và rồi mình mới đắc định được. Và khi mà mình đắc định được thì mình mới có cái đầy đủ cái tuệ giác để đoạn trừ cái phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi, để được cái sự giải thoát đó. Thì con nghĩ rằng đó là nói trước nói sau. Nhưng mà rồi đó thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái người mà tu giới cũng vậy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì để mà cho những cái giới của mình được thanh tịnh, cái giới của mình được tốt đẹp trọn vẹn đó, thì con nghĩ rằng ở đó cần phải có cái nhìn thấy đúng, tức là chánh kiến. Rồi phải có cái sự suy tư đúng. Suy tư đúng đó chính là chánh tư duy. Bởi vì chánh tư duy đó, nó hỗ trợ. Hỗ trợ. Chánh kiến lúc bấy giờ nó sẽ là hỗ trợ. Nhưng mà rồi đó thì một người có chánh kiến cũng vậy. Một người có chánh kiến thì con nghĩ rằng cái quá trình mà để mà nhìn thấy, biết rõ như vậy, để mà mình hành giới đó, thực hành cho được đầy đủ, thì cái người, cái vị hành giả cần phải có cái gọi là có chánh kiến và có chánh tư duy. Dĩ nhiên đó là khi mà một người có cái chánh tư duy, rồi có cái chánh kiến, để rồi cái tuệ của cái vị đó có thể sanh khởi một cách rốt ráo được. Thì như con đã thưa đó, là chánh kiến ở trên bát chánh đạo nói trên phương diện tu tập. Thì trong cái giai đoạn của mình tu tập đó, thì cần phải trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, cần nhiều cái công phu để vị hành giả tu. Thí dụ bây giờ mình thực hành giới cũng vậy, hay thực hành định cũng vậy. Một người mà để mà thành tựu được cái định thì cái người đó không thể thiếu cái sự tinh tấn, không thể thiếu cái sự tinh tấn. Cho nên cái việc tu hành là cái tinh tấn, như là mình hiểu là tinh tấn để ngăn ngừa, tinh tấn để loại trừ, rồi tinh tấn để phát triển, rồi tinh tấn để gìn giữ, để bảo tồn cái thiện pháp của mình. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái yếu tố quan trọng để mà hỗ trợ cho cái việc thành tựu đắc định cho chính mình.
và không thể nào mà thiếu đi cái sự, cái tâm mà thiếu đi cái tâm mà gọi là không có định được, tâm mà tán loạn, tâm mà bất định, tâm tán loạn, tâm bất định thì không thể nào mà đắc định được. Trong cái khoảng khắc để mà tuệ phát sanh thì cái người đó cũng phải có cái định tâm ở một mức độ nào đó, để rồi cái tuệ mới thấy rõ được cái trí tuệ sự sanh diệt của năm quẩn, sự sanh diệt của năm quẩn, để rồi đó là một lúc nào đó, một khi nào đó thì cái tuệ đó mới có thể đủ cái khả năng để cắt đứt được cái tham ái, cắt đứt được cái vô minh, cắt đứt được cái ngã chấp ở trong đời sống này. Vì vậy đó cho nên mới có thể là ly tham được, mới có đoạn trừ được ly tham được. Đó là cái điều mà con nghĩ rằng cần phải trải qua. Cho nên khi mà con nghĩ rằng nó không phải là một cái lý thuyết, mà là những cái pháp thực tính là như vậy, những cái bản thể nó là như vậy, cái người tu tập thì cần phải trải qua như vậy. Tức là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên khi mà mình nói cái giai đoạn tu tập là giai đoạn cần phải trải qua biết bao nhiêu cái công phu để rồi lần lượt mới có thể đi đến cái giai đoạn tu chứng. Tức là theo con nghĩ đó là ở giai đoạn tu chứng để trở đắc cái thành gọi là tâm đạo, để trở thành một cái tâm đạo của một bậc thánh, để tận trừ những cái phiền não, diệt trừ những cái phiền não, cắt đứt những cái phiền não đó, thì khi mà mình tâm đạo sanh khởi lên thì đồng có nghĩa là phiền não sẽ dứt đi. Tâm đạo nào thì sẽ dứt đi những cái phiền não nào, thì đó là cái qua những gì mà các bậc thánh cũng như là Đức Phật đã trải qua những cái sự thực nghiệm điều đó, những sự thực nghiệm những cái điều đó, chứ không phải là chỉ những cái lý thuyết, cũng không phải là những cái gì mà gọi là thiếu hoặc là thừa ở đây. Không thể nói thừa thêm một cái nữa thì cũng không cần, mà thiếu một cái thì cũng không thể nào nói ra cái người đó có được cái sự thành tựu được. Cho nên bát chánh đạo mà được nói đó như là một tiến trình, như là một đạo lộ. Có thể nói bát chánh đạo là đạo đế, có thể nói bát chánh đạo ở trong tam vô lậu học, có thể nói bát chánh đạo ở trong thất tịnh. Thì khi mà nói đến những điều đó thì cái tiến trình tu tập nó cần phải trải qua, theo con là như vậy. Cho nên là với những cái hành trình tu tập thì có lẽ là mình cần phải trải qua rất là nhiều trên cái giai đoạn tu tập mà và cứ tu tập đến khi nào mà nó gọi là đầy đủ, gọi là đầy đủ tất cả cả giới định tuệ, thì cái vị hành giả nó mới có thể có thể hy vọng là sẽ chứng đạo và sẽ trở thành một bậc thánh tận trừ những cái phiền não. Bởi vì phiền não tức là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này, mà bậc thánh tu tập bát chánh đạo đó, tu tập bát chánh đạo có nghĩa là tu tập giới định và tuệ, đó là cái con đường phạm hạnh mà con nghĩ rằng cần phải trải qua để rồi tu chứng. Cho nên rằng là trước hay là sau thì có thể rằng con nghĩ rằng cái người có chánh kiến, chánh tư duy tốt thì làm cho cái giới của mình được tốt, và cái người mà có định tâm được tốt đó là nhờ giới được cái sự thanh tịnh. Và khi mà cái tâm được định tĩnh thì cái tuệ có thể là phát sanh để cắt đứt tận trừ những cái phiền não được. Cho nên có thể rằng ở một chi pháp nào đó thì nó đứng vai trò chính,
nhưng mà có thể là những cái chi pháp khác á, để làm cái pháp để hỗ trợ hay là nâng đỡ cho những cái pháp này đóng vai trò chính. Nhưng mà rồi đó thì không thể thiếu, không thể thiếu, như là đã nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên là một vị hành giả để mà đi đến từ cái giai đoạn mà tu chứng cho đến giai đoạn mà tu tập cho đến giai đoạn mà tu chứng đó, thì con nghĩ rằng cần phải trải qua rất là nhiều cái công phu, đặc biệt là giai đoạn tu tập phải trải qua rất là nhiều. Thì đây là cái ý kiến của con xin được chia sẻ qua cái gì mà con hiểu biết ở trong Bát Chánh Đạo. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lại. Nam Mô Bụt Thầy vậy. Sa thủ thiền thì tỏ pháp tinh thì tỏ tinh con nghĩ chia sẻ thêm một câu nữa rồi sau đó sẽ trở lại để đúc kết ngày hôm nay. Thì tỏ tinh khi mà nói đến tu tập Bát Chánh Đạo đó, thì chúng ta thường nghe rất là phổ thông là tu tập tâm học hay là giới định tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tính, chánh niệm, chánh định thuộc về định, và chánh kiến, chánh thường dụng về tuệ. Và cũng khi nói đến tu tập giới định tuệ đó thì có nhiều người nghĩ rằng đó là cái pháp tu bí mật đặc biệt dành cho người xuất gia, và cư sĩ thì bố thí trì giới thâm thiện chứ không có đặt nặng về tâm học. Câu hỏi ở đây mình đặt ra là Bát Chánh Đạo có thể thực hành cho cả hai giới xuất gia và tại gia hay không, hay là đây chỉ là pháp đặc biệt dành cho người xuất gia thôi? Kính thỉnh ý kiến của thượng học thân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Dạ, theo con nghĩ như thế này, Bát Chánh Đạo thì không phải chỉ dành riêng cho giới xuất gia không, mà trong đó có thể là có hàng cư sĩ luôn. Bởi vì con nghĩ rằng vào thời kỳ Đức Phật thì có những thánh cư sĩ mà, có những vị thánh cư sĩ. Có thể nói là một điều đó là mình nói ở trên phương diện hiệp thế, thì với một cái người thấy nhân quả, hiểu đúng về nhân quả cũng là đã có chánh kiến rồi. Cái người mà tập tầm cho mình về cái tánh vô tham, hay là mình tập tầm cho mình về cái tánh vô sân, thì đó cũng là gọi là cái việc mà mình tu tập về cái chánh tư duy. Cho nên là cái vị cư sĩ đó thì nó có những cái ràng buộc, có những cái giới hạn, nó có những cái giới hạn. Và nhiều khi rồi đó thì người cư sĩ thì còn phải bận rộn rất là nhiều chuyện thế sự. Cái chuyện thế sự là gia đình, là sự nghiệp, nhiều thứ trong cuộc đời này. Nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Chính cái đó là cái hạn chế làm cho người sự không thể, người cư sĩ khó thể có những cái có những cái toàn tâm toàn ý để mà thực hành về Bát Chánh Đạo, để mà nó trở thành một cái phương pháp hành nghiêm mật, để người đó có thể hướng đến cái sự giác ngộ được. Nhưng mà nếu như một người cư sĩ mà đã có cái sự thực hành của mình bằng một cách nghiêm mật, đúng với cái nghĩa, thì con nghĩ rằng vị ấy có thể chứng được quả vị thánh, quả vị thánh. Ngoại trừ những cái quả vị thánh A-la-hán, thì những vị đó, đó nếu mà đã chứng, là nếu mà còn là cái hình tướng của người cư sĩ, thì nếu mà chứng quả vị A-la-hán thì một trong bảy ngày vị đó phải xuất gia để trở thành cái người xuất gia, những bậc xuất gia. Còn không là vị đó phải, người thánh cư sĩ đó là thánh A-la-hán, thì vị đó phải tịch diệt. Bởi vì cái hình tướng của cái người cư sĩ đó không đủ cái khả năng để mà gánh được cái quả vị của A-la-hán. Cho nên là như vậy. Còn hơn nữa, nếu mà còn một cái hình tướng của một cái người cư sĩ, thì nhiều khi đời đó, những sự xúc phạm,
có những sự xúc phạm đến cái bậc thánh vô lậu đó, thì cái quả nó nặng lắm. Theo con nghĩ là như vậy. Và vì vậy cho nên là các ngài khi mà còn hình tướng của người cư sĩ, mà nếu mà chứng quả vị A-la-hán thì vị đó phải xuất gia trong vòng 7 ngày. Còn không nữa thì vị đó phải tịch diệt, bỏ cái thân ngũ quẩn này để vô dư y niết bàn. Thì điều đó có nghĩa là như vậy. Còn đối với bát chánh đạo thì con nghĩ rằng cả người cư sĩ cũng có thể thực hành được, nếu mà mình có đủ cái duyên lành, hay hoặc là mình có thể dẹp bỏ những cái sự ràng buộc, những sự hệ lụy ở cuộc đời này, thì mình cũng có thể nghiêm mật thực hành cái bát chánh đạo này để mà hướng đến cái giải thoát. Bởi vì đó là cái đạo lộ, đó là con đường gọi là con đường phạm hạnh, con đường phạm hạnh mà bậc thánh đi qua, chư vị giải thoát đã đi qua, cho nên các ngài cũng cần phải trải qua với bao nhiêu đó, thực hành như vậy để hướng đến cái sự giải thoát. Có một điều đó là với cái vai trò của người cư sĩ thì nó có nhiều cái ràng buộc, có nhiều cái sự hệ lụy nhất định ở trong đời sống này. Và vì vậy cho nên là người cư sĩ nếu mà còn những sự dính bận đó thì thực hành bát chánh đạo thì cũng có thành tựu. Còn đối với các bậc xuất ca gia cũng vậy, nếu không có chuyên tâm nghiêm mật thì cũng không thể nào thành tựu được, hay là cái duyên lành không có thì cũng chưa có thể thành tựu được. Và vì vậy cho nên là cái người mà tu tập về bát chánh đạo đó, tùy ở mức độ, dù là người đó là bậc xuất gia hay người đó là hàng cư sĩ, thì con nghĩ rằng cái việc mà thực hành bát chánh đạo đó, nó vẫn được hết và vẫn có được cái sự thành tựu nhất định. Bởi vì do mình, do cái người đó có thể diễn ly được hay không các cái phiền não, tránh xa được các cái phiền não hay không, sự hệ lụy ràng buộc hay không, để rồi cái vị đó trở thành một bậc thánh. Thì con xin có cái ý để chia sẻ. Theo con thì con nghĩ rằng bát chánh đạo thì dù là người cư sĩ hay là bậc xuất gia đều cũng có thể hành được. Bởi vì ngay cả những hàng cư sĩ, các vị ấy cũng chứng quả vị thánh mà. Và thời kỳ Đức Phật cũng có thể chứng quả vị thánh, chứng tam quả trở lại. Nếu mà chứng quả vị A-la-hán thì theo như con nói khi nãy đó, đó là cái điều đó nó có thể xảy ra. Nhưng mà phải nói rằng phải chuyên tâm, phải nghiêm mật, phải rất là tinh tấn, phải là nỗ lực rất là nhiều, để rồi cái vị hành giả đó, cư sĩ đó có thể thành tựu được ở trong, gọi là đi cái con đường phạm hạnh này là một cách viên mãn. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Kính thỉnh Hòa Thượng trả lời. Sa thú, kính trừng thượng tọa pháp tịch. Bạch thú Phật tử, trong câu trả lời của thượng tọa pháp tân á, và cũng một phần trong câu trả lời của thượng tuệ siêu, trong cái lời đối với hòa thượng siêu đó, có một điểm mà chúng ta nên lưu ý là cái chữ xuất gia hay cư sĩ đó, nó mang tới cách là tổng quan ở bên ngoài. Mà chúng ta phải nói một cách là một cách cụ thể hơn, là ví dụ một người xuất gia mà làm trụ trì bận rộn bên chùa, hay là bị xuất gia mà có cái trách nhiệm ở trong giáo hội nhiều đó, thì nó cũng là cái trở ngại cho cái sự tu tập niệm và định. Nhưng mà nếu một người cư sĩ tuy là không có mặc y, không có thọ giới xuất gia, không sống trong tăng chúng, nhưng mà vì đó sống đời sống giản dị, như là ở trong rừng hay là ở vườn, ít có giao tiếp và cái điều kiện sống tương đối là có thể ít có rộn ràng đó, thì vì đó lại có điều kiện tu tập. Tuy nhiên chúng ta nói như vậy là cho đến giờ phút này đó, thì trải qua 25 thế kỷ rồi, thì cái đời sống xuất gia tương đối
chúng tôi dùng chữ tương đối có gạch dưới đó, là có nhiều cái điều kiện để tu tập, bởi vì có rất nhiều vị sư mà chúng tôi được biết đó, ngay cả trong đời sống cá nhân chúng tôi đó, thì vẫn được cái sự giúp đỡ của quý Phật tử. Và nó nói thẳng ra đó là nếu mà nói chuyện mà các chùa to Phật lớn làm cơ sở thì cũng ít có Phật tử mà có thể một gia đình hay một thí chủ thì giúp. Nhưng mà nếu chỉ là chỗ ở gọi là vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc men mà tất cả các cá nhân thì có rất nhiều Phật tử có khả năng giúp và thậm chí có thể hỗ trợ cho cái sự tu tập đi tới, bởi vì Đức Phật đã tạo ra một cái truyền thống là hai giới xuất gia và tại gia. Giới xuất gia dành thời giờ cho sự tu tập và người cư sĩ đó dành thời giờ để hộ trì, ở dành cái điều kiện để hộ trì. Do vậy đó, như là Chư Tôn Đức đã đề cập nãy giờ đó, đời sống xuất gia có nhiều cái lợi thế hơn, có nhiều cái điều kiện thuận tiện hơn để toàn tâm tu tập với định tuệ, để toàn tâm tu tập bát cái đạo. Trong lúc đó thì người cư sĩ phải nói rằng về điểm này, đặc biệt là trong thời đại ngày hôm nay, tương đối là không có dễ. Nếu mà chúng ta sống ở giữa một cái cuộc sống, một thế giới mà chúng ta gọi là một xã hội tiến bộ, thì tại sao chúng tôi nói như vậy? Là thứ gì, rất ít người nào sống ở bên xứ này mà chưa có về hương đất, mà không phải lo sinh nhai. Bởi vì chúng ta luôn luôn có một số những cái khoản tiền mà phải chi thu hoàn cảnh, nó cần đến lợi ích, ví dụ như thuế nhà cửa, ví dụ như trả tiền điện nước ga, ví dụ như là chúng ta phải có những cái chi tiêu căn bản, thì điều này bắt buộc phải có sinh kế. Và cái sinh kế bây thời bây giờ đó, nó không phải cái chuyện mà mình đi nắm củi hay là hái rau mà có thể sinh kế được, mà sinh kế là cả một cái công việc cần phần hành. Dĩ nhiên là có nhiều người thì đời sống sinh nhai đó ở mức độ tương đối là có thể tự mình có cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng mà đa phần cái cuộc sống sinh nhai ngày nay đó, nó đòi hỏi chúng ta phải, nếu chúng ta không có một cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải làm việc rất là nhiều. Ví dụ như là thời trước người ta quan niệm khi mà mình sống bằng những cái bằng cái cách mà lợi tức thấp đó, thì chúng ta không phấn đấu. Nhưng mà trong cái thời đại kỹ nghệ phát triển đó, thì cái lợi tức càng thấp người ta làm càng cực, và cái lợi tức càng cao đó, đôi khi họ lao tâm hơn là lao lực. Và khi mà mình nghĩ rằng mình có thể sống đạm bạc bằng lợi tức thấp, và lợi tức thấp không phải phấn đấu nhiều. Nhưng mà cuộc sống ngày nay, nhất là cuộc sống thành thị đó, sống bằng lợi tức thấp thường là liên quan đến nghề tay, và một số lớn những nghề tay chân thì rất cực, chứ không phải là nghề tay chân nghĩa là nó nhẹ nhàng vì chúng ta sống giản dị. Tại vì cuộc sống ngày hôm nay đó thì cũng như là hơn 2.500 năm trước đó, thì đời sống xuất gia vẫn là một đời sống mà tương đối tốt cho các vị tu sĩ nhiều hơn. Chúng tôi cũng biết là có một số những người cư sĩ ngày nay đi vào trong các trường thiền để tu thiền trong 10 bữa, nửa tháng, thậm chí là 3 tháng. Nhưng mà kỳ thật là khi một người cư sĩ vào trong trường thiền đó, thì không phải tu luôn, thì vị này vẫn còn phải có những cái lo, và cái lo nhà cửa, con cái, và chừng cơm áo gạo tiền, có thể trong thời gian ngắn 3 tháng, 10 ngày, một tuần lễ không cần lo quan tâm đến cơm áo gạo tiền, nhưng mà ít nhất là cũng nghĩ đến và tiền mà mình có, tiền để đâu, mình có được những gì, tài sản mình là gì, để mình có thể yên tâm được. Thì cái nền tảng đó nó tương đối nó hơi khó, và nó hơi khó cho sự tu tập. Cái việc mà tu tập về giới định tuệ có những cái điều kiện rất là lạ, thưa quý vị. Lấy một thí dụ là một cái vị tỳ kheo mà
ngày mai sáng sớm đi khất thực, hoàn toàn không biết rằng mình sẽ ăn cái gì ngày mai, và thí chủ là ai, người giúp mình là ai. Điều đó này có một cái rất là lợi rất lớn trong sự tu tập, hơn là một người cư sĩ phải tính là tuần này mình đi chợ như thế nào, mình nấu những món ăn gì, mình giữ cái gì trong tủ lạnh, cái nào ăn trước, cái nào ăn sau, hai cái đó khác nhau. Hay là một vị tu tập ở trong rừng, có thể ngủ ở trong hang động, hay là ở gốc cây, hay là ở trong những cái lều, sẵn sàng lên được và sẵn sàng ở lại mà không bị ràng buộc. Rất khác với một người mà có một căn nhà cần phải xây cất riêng, một cái thất riêng, xây cần phải cất một cái chỗ như ý mình, và điều đó rất là ảnh hưởng đến sự tu tập. Do vậy chúng ta sẽ có dịp để bàn, để bàn về giới định tuệ trong Bát Chánh Đạo, và giới định tuệ và cái giới của cái đời sống của vị tỳ kheo bên ngoài như thế nào. Dù thế nào đi nữa thì qua cái lời thảo luận của Thượng tọa Pháp Tân thì chúng ta thấy rằng không phải là người cư sĩ không có những vị chứng đắc, và những vị cư sĩ mà chứng A-la-hàm thì Đức Phật có rất là nhiều, và cũng có những vị ảnh chứng A-la-hán, nhưng mà trong cái hình thức cư sĩ thì khi chứng qua A-la-hán rồi, nếu không xuất gia thì không thể thọ mạng lâu dài, mà trong 7 ngày miên tịch tại cái đời sống vị A-la-hán hoàn toàn không có không thể được tồn tại trong cái hình thức của đời sống người cư sĩ. Và riêng về những vị chứng quả A-la-hàm thì có nhiều chứ không ít, còn những vị tu tư đà hàm A-la-hàm tư đà hàm tu đà quần thì lại có rất nhiều, nhất là các vị tu đà quần. Như vậy thì cái sự phân lập riêng biệt giữa người xuất gia và tại gia đó thì nó không phải là một cái hàng rào cố định, mà chúng ta có thể nói như vậy là đời sống xuất gia là đời sống có nhiều cái thụ duyên nhất để thực hành Bát Chánh Đạo hay là tu tập với định tuệ. Người cư sĩ, nhất là những người có gia đình, có chồng, có vợ, có con cái, có tài sản càng lớn thì điều gì nó lại càng có nhiều cái trở ngại. Điểm sau cùng của bài học ngày hôm nay để chúng tôi nhắc quý vị rằng, đối với một cái sự thành tựu toàn diện tám chi đạo đó, nó là đạo đế, là con đường dẫn đến niết bàn diệt khổ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là trong đời sống hàng ngày chúng ta không có tu tập được riêng lẻ, không tu tập riêng lẻ được chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, hay không tu tập riêng lẻ được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hay không riêng lẻ được chánh trí, chánh tư duy. Nhưng mà một khi để vận dụng toàn lực, gọi là ở đây chúng ta không nói 10 thành công lực mà 8 thành công lực đó, thì cả 8 đều cần phải có. Tuần tới thì chúng ta sẽ trở lại với đề tài này ở trong một phương diện khác, và có tất cả 4 bài học liên quan đến Bát Chánh Đạo. Sẽ được kết thúc chương trình hôm nay của trường Phật Pháp Bát Chánh Đạo. Ngày mai này chúng vị là môn tương bộ, và vị giảng sư là Thượng Phật Tự Quyền. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp. Cùng đại chúng đông đâm thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng dạy cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng
nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng.